xin thưa với các bạn, các anh chị, đây là xe Honda SH Việt Nam lên Honda SH Ý nha các bạn. Đó. Và nếu các bạn, các anh chị thích cái mẫu lên làm cho nó đẹp, nó dễ thương thì đây là một cái lựa chọn rất là đáng cân nhắc. Và nếu các bạn, các anh chị thích cái dạng là xe còn zin, nguyên zin thì cũng có luôn. Đó, tùy các bạn, các anh chị chọn lựa. Nhưng mà vì đây là một cái xe Honda SH đời khá là cao, nó có chìa khóa thông minh, bếp ga, xe Honda SH Việt Nam đi rất là tiện dụng, ngon, bền, đẹp, giá phải chăng, hợp tình hợp lý, xe rất là mới. Đó. Đó, xe còn khá là liền làng, sạch sẽ. Em này mang biển số là 59F1-1984. Và với một cái chiếc xe Honda SH màu trắng, Honda SH Việt Nam lên một bộ xe Honda SH Ý 2012 thì chìa khóa thông minh luôn, xe chính chủ luôn. Thì với chiếc xe Honda SH màu trắng này, một cũng bán với giá là 62 triệu nha các bạn, 62 triệu. Rồi, cảm ơn. Và nếu màu trắng có thì các bạn, các anh chị có thể lựa thêm màu đỏ theo cái sở thích phong thủy của chúng ta, chúng ta thích cái gì chúng ta lựa cái đó. Và đây, đây là chiếc xe Honda SH màu đỏ, đỏ đô. Đó. Rất là liền lạc, rất là sạch sẽ, rất là mới. Những cái dòng xe này thì thật ra đi nó rất là bền, nó ngon, ít có hư cũng vậy. Xe đời sau, đời cao không, chìa khóa thông minh, chìa khóa thông minh. Đó. Từ hình thức cho tới nội dung, máy móc là nghiêm chỉnh hết nha các bạn. Máy móc là nguyên zin, xe zin. Nói chung là đồ đạt sạch sẽ, xe chỉ mua về là chạy, không sửa chữa bất cứ một cái món gì hết nha các bạn. Đó, từ vỏ ruột nó cũng còn dày luôn, gai còn dày. Đó, em này mang biển số 59Y3-47650. Rất là mới, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Và với chiếc xe màu đỏ này đời cao hơn chiếc màu trắng luôn nha các bạn, cao hơn chiếc màu trắng luôn, thì với chiếc xe này còn mới hơn nữa, thì mình mong muốn bán chiếc xe Honda SH màu đỏ này với giá tiền là 68 triệu 500, 68 triệu 500 nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là một cái chiếc xe Honda SH Việt Nam lên Honda SH Ý nhập. Đó, màu fit lắm, màu này thì rất là nhu, màu này thì phù hợp các cô chú, các anh chị lớn tuổi hoặc các bạn mà thích nó sạch đó. Đó, đi thì cái màu này đi rất là sạch, sạch, sang trọng. Xe liền lạc, xe này ít thấy cũ, nó liền vậy các bạn. Xe cũng còn khá là mới, sạch sẽ, đẹp từ trên xuống dưới luôn. Em này thì mang biển số là 59G1-75872. Đó, xe màu 51 fit lab thì cũng được. Đó. Thì cái máy xe này thì nó cực kỳ chất luôn các bạn. Cái máy xe này thì rất là chất. Đèn led luôn, nó còn rất là mới từ trên xuống dưới, từ
từ trái qua phải, từ trước ra sau. Xe này đời 2019 có hệ thống thắng đĩa ABS trước sau an toàn nha các bạn, chống chân chập, chống bó phanh, nói chung là đi rất là ổn định. Khóa thông minh, xe đời 2019 này thì cái mẫu này cũng được rất là nhiều các cô chú các anh chị gọi là chọn lựa thích. Đó, xe cũng mới các bạn ơi, đồ đạc cũng mới này, vô một cái là liền là mới sạch sẽ. Đó, em này thì mang biển số 5993052 18. Và với một cái chiếc xe Honda SH màu trắng tuyệt đẹp này, đời 2019 này, thì mình mong muốn bán với giá là 83 triệu nha các bạn, 83. Rồi, nếu các bạn các chị nào thích cái mẫu đời mới nhất thì đây có chiếc xe đời 2022 mới tinh, mới chạy có vài ngàn này các bạn, màu trắng, còn bảo hành hãng chính hãng luôn. Nói chung là xe này thì mới tinh, cái chất xe này thì không phải bàn rồi vì nó đời mới, nó cũng mới, nói chung là rất là mới. Đó, các bạn anh chị thấy không, đồng hồ điện tử đi 4.300. C3 200036, một chiếc xe cực kỳ mới luôn, còn bảo hành chính hãng luôn. Và với chiếc xe Honda khả năng chạy lướt như thế này thì mình mong muốn bán với giá là 87 triệu nha các bạn. Rồi, còn ngoài những chiếc xe đó, Việt Nam thì có những cái loại xe đó Ý, ví dụ như mình giới thiệu tượng trưng một chiếc xe Honda đó Ý đời cuối 2009 màu number one. À, xe zin hết, đầu ngồi chưa rớt, nắp chao chưa chạm, bấm cục không zin hết, đồ còn khá là liền làm sạch sẽ đẹp. Honda Ý nhập nguyên chiếc 150. Máy móc sạch sẽ nè các bạn. Cô chưa xử lý gì hết luôn, nó còn rất là đẹp, rất là mới từ trong ra ngoài. Em này mang biển số là 54 98 6177. Và với chiếc xe Honda SH màu number one này thì mong muốn bán với giá là 88 triệu cho một chiếc xe Honda SH Ý nhập nguyên chiếc 150 đời 2009. Rồi, cảm ơn. Và còn rất là nhiều chiếc xe khác nữa, nếu mà các bạn các chị thích cái mẫu nó đẹp hơn chút thì có chiếc xe Honda SH Kiều Ý. Chiếc xe này là chiếc cuối đời cuối 2012 với số máy là 501 đầu. À, với chiếc xe Honda SH 501 đầu đời cuối. Ví dụ màu xanh chứ măng, muốn đổi bất cứ màu nào cũng vậy,
tế, thoải mái, vô tư, à, ai lòng người ý thì mình mua. Ngoài ra nếu mà các bạn các chị có dịch tính thì có thể hỏi